chẳng vô kho đấy kho nó sầm rạp sốt rất có sầm rạp ấy sầm rạp bạc ấy bạc nên là kho nó mình mang sầm rạp sốt đấy cứ thiệt kho sầm rạp bạc ấy bạc ăn được vót từ lơ ở đây ăn được vót từ lơ sạch cái mọc kia như sắp ngay nè ta nên nhớ chất trơ cái lõ anh ấy chỉ kho cục sò cất mình lõ anh ấy cái hai thái chỉ kho ăn cốt sò ngày na còn ngày lò đây nhỉ nhôm ngày na còn ngày lò đây ao tại cất lò phơi lò mình dây lò chẳng bây giờ đi ngày na còn ngày lò đây rồi đấy nhôm nhé là người công tan tân phê công tan tân phê và thu hóa thôi là nhôm đã được tan tân phê một trà là nhôm chứ công tan tân phê người ta là chua tê một lần cõi chua bột kia nè ta nói nhớ rồi gọi trong sẽ đặt mà riêng biết mà ta sẽ riêng biết đặt mà riêng biết mà riêng biết đấy là dường tê kho tê cho càng nào để dương miên kho lỏ cái hai là xa dương nó nhìn nhớ tê và đá và hai là xa dương đây thì nhóm phong sự kiện mới đấy tên ra tới dương đau trong đau tình nào tình nơi chân tới sát tay bay con một tủ sát tay nhẹ nghe nhẹ cho một nhẹ một anh ấy chưa sẵn nhà để kê prap dương hai ta Phật tóc nó mê rương ra ấy mới đặt làm cho cô dương nhưng chúng mê tha nhịp nhơ môi chùm nuốt mình ạ mà nuốt thay ra xa nhịp nhơ môi chùm nuốt tiếp mình tê bảo đá thay ra xa vì thế ta một câu nói của Phật nơi sự đầy lõ rất có của Phật nơi sự đầy mà lõ rồi thì nhóm phụ lọc sẵn kết mới đấy bởi khá chỉ làm tới sạp tài viết bục sky chẳng có nào của họ chẳng sky rút cặp mục làm chân tới anh ấy chia sẻ nhà để kê prạp hạ cầm tầm mục tiết và tầm mục tiết nó mình cực nạ anh ấy phụ lọc đầy nhớ cả nắng hai cái thân từ quật sầm lạnh dừa nó cả nắng đặt ta mà tục dùng nó mà nắng thế đặt từ hai cái thân từ quật luôn rồi mình tới nó ở toàn đau quật rồi giả ở toàn đau quật bị say phẳng sát tay miền côn trải vừa rút cắt mục mà to cũng bị đua liền nè bị đua họ chân tất ấp cân tất ấp cân tháng bài mấy đấy chỉ tầm một tiết chỉ tầm một tiết tầm bao quát thật chung quan được mà đấy tầm bao quát nó sẽ là tầm bay con một tô rồi bay con một tô hãy đừng lấy mang tầm nào thế đó mình tầm bỏ rồi chẳng bàn được nhau bỏ sạch mà chưa mà chưa chết từ lỡ mẹ đã khai ra xa dưới nóng nát áo ta từ đó khám mốc mình trụt nạ ai mốc cái prạp dương môn này cái prạp dương môn này cái áo chứ sẵn nhà áo dương môn đông môn là nhưng chụp trụt nạ ai mốc nhưng khu tại phòng phải dạng hai bà ca nạ đại dương miên xâm đầy mân lọ miên vươi cha mân lọ trong phố lúc nạ này miên cứ nộp hoặc khu chương dương thì nhớ mai đô chỉ kê tràn dương chùm rạc tùm lạc chùm chân nha chân bà ra bà bè sơ con tìm mùi lên trang sản xa phốt trong sản này nha trong sản này tham ấy nà sô vê chia nô phà văn hào tê sô vê chia nô bà ra bà bè bà ra bà bồ nẹt nai chùm ra ơn tạc hà phốt sô nghi nẹt nai ơn tạ ra tạc hà phốt sô tích nẹt prát na thô lạ lọ nâu chất hay không bỏ bớt nâng bàn chẩm ra ơn nè đài trụ phô sắp phô ạch ca ơn ạch cất chẩm ra ơn bị nếp tờ mục thế nế nè đài chẩm ra ơn là thai cốt sổ nghe nè đài ơn thả ra ơn là thai cốt sổ bớt nè prát nà phô là lọc nông chất hay không bỏ bớt nâng bàn chẩm ra ơn nè đài trụ phô sắp phô ạch ca ơn ạch cất chẩm ra ơn bị nếp tờ mục chẳng bị nếp nó bị nếp tờ khẳng mục
តើអ្នកញោមព្រោះណាគេថានេះគេថានេះមិនមែនយើងសុកសុកទៅសួរព្រះសមាសំពុទ្ធទេទេវតាអ្នកសួរណាទេវតាឲ្យយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគង់តែមានទេវតាសួរទេគ្មានតែដឹងអីទេមែនទេញោមតែអាត្មាហ្នឹងក៏មិនដឹងជាស្អីដែរគង់តែទេវតាសួរព្រះសមាសំពុទ្ធអរិយសក្តិវិនិច្ឆ័យហ្នឹងណាទៅដឹងទេអញ្ចឹងធ្វើបងធ្វើអីនឹកឃើញដល់ទេវតាផងណាញោមណាហ្នឹងគេថែរក្សាយើងទេវតាញោមមកសិនអ្នកមានទេវតាថែរក្សាណាអញ្ចឹងធ្វើបងធ្វើអីនឹកឃើញដល់គេផងឲ្យគេអនុមោទនាផងបាទអញ្ចឹងសក្តីទី1គេថាទី1នោះស្អីទៅហៅថាធေါ်ញោមធေါ်ធម៌មិនមែនដូចធម៌លោកសោតអីអនិច្ចាអីណាធម៌ក្នុងទីនេះគឺជាធម៌សម្រាប់អប់រំពិចារណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយមួយទាំងអស់មិនមែនជាធម៌សម្រាប់តែសោតទេគឺជាធម៌សម្រាប់អប់ត្រេះរិះពិចារណាផងទៅវាកើតជាបញ្ញាញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្នាញាតិញោមអាត្មាសូមវល់មែនតើគង់យល់ដឹងថាធម៌ព្រះអង្គប្រងតែជាការសោតធម៌ព្រះអង្គគឺជាធម៌សម្រាប់ឲ្យយើងបប្រតិបត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតគេសួរថាតើស្អីទៅហៅថាធម៌ញាតិញោមស្អីទៅហៅថាធម៌ធម៌គឺជាខ្សែជីវិតយើងសពថ្ងៃនឹងឯងហៅថាធម៌នោះតើញាតិញោមយើងប្រព្រឹត្តល្អក៏ដោយប្រព្រឹត្តមិនល្អក៏ដោយដោយសារតែយើងនេះរសាខ្សែជីវិតយើងសពថ្ងៃដោយសារតែធម៌នឹងឯងយើងសពថ្ងៃនឹងរួននៅសពថ្ងៃបានហ្នឹងដោយសារតែធម៌នឹងឯងពាក្យថាធម៌ធម៌មគ្គប្រែអស់សេចក្តីតែម្ដងទៅធម៌មគ្គធម៌មគ្គប្រែថាសភាវៈត្រត្រង់សភាវៈត្រត្រង់ដូចខ្ញុំបកសំអញ្ចឹងណាតាំងពីចុងសរហូតដល់ចុងជើងស្អីគេត្រត្រង់យើងខ្លះស្បែកឈាមសរសៃខួរក្បាលឆ្អឹងនាការៈ32អានឹងហើយគឺជាធម៌ណាអូការប្រព្រឹត្តការបប្រតិបត្តិការមើលឃើញការនិយាយគ្នាការចេះដឹងសពគ្រប់ទាំងអស់អានឹងហើយគឺជាធម៌ណាការជេរគ្នានេះក៏ជាធម៌ដែរមែនទេយងការជេរគ្នាការនិយាយដើមគ្នាហ្នឹងណាក៏ជាធម៌ដែរអានឹងគេហៅថាអកុសលធម៌តើមែនយងក៏អញ្ចឹងកុសលធម៌សេចក្តីល្អបាទការនិយាយរកគ្នាដោយអាការៈល្អណាឲ្យការជាមង្គលឲ្យការជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងគេហៅថាកុសលធម៌ឲ្យយើងញោមណាចាំពេលថាធម៌អាម៉ាក់នេះមិនមែនប្រន់តែសោតអីក៏ទៅសោតមកនៃប៉ុណ្ណឹងទេធម៌កសមាសពុទ្ធប្រកបគឺជាធម៌សម្រាប់អប់រំសម្រាប់ទូមានសម្រាប់អផ្លាយទៅកាន់ជីវិតបន្តយើងតែញោមសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅបំពេញប្រតិបត្តិនៅក្នុងខ្សែជីវិតផងយើងយើងញោមមើលមើលអ្នកខ្លះទៅចងកអ្នកខ្លះលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះធ្វើអត្តភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតនោះស្អាតតែគាត់នឹងមិនយល់អំពីធម៌តើញោមមិនយល់អំពីធម៌ធម្មជាតិកើតឡើងមកវាតែងតែមានហើយការកើតចាស់ឈឺស្លាប់សុខទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តវាតែតែមានហើយតែយើងត្រូវតែអប់រំនេះញោមចិត្តផំយើងបើមិនអប់រំទេណាប្រញាប់រញ៉ៃហើយតែញ៉ែរញ៉ៃហើយយើងហ្នឹងក៏រញ៉ែរញ៉ៃដែរមែនទេញោមចឹងធัวនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវចិត្តផំយើងមកញាក់ញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនខោចចិត្តរឿងស្នេហាអីហ្នឹងណាប្រសិនតែគាត់វាអត់យល់ធម៌បងសំដែងតើការជួបជាគូនៃការបែកល្អជាគូនៃការអាក្រក់កាលណាដែលមានជួបហើយវាតែមានបែកហើយជួបសង្សារល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុងក្រោយនៅតែបែកគ្នាអញ្ចឹងតើញោមជួបម្ដាយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយនៅតែបែកគ្នាអញ្ចឹងចឹងធម្មជាតិកើតឡើងមកឲ្យយើងពិចារណាថាការជួបជាការបែកការជួបវាជាគូនៃការបែកតើអ្នកញោម
chất đo lại nít thô mò thô mò cho ngày tao nát tao tử nghe nè chẳng mà xong xa anh tao nát tao tử nâng này xong kháng khuôn dễ vô thôn đặt trong khuôn sân hay như mua chồng nướng có cơ tha ế chung cả nát nơi không mấy cuốn tên sạp ấy thô bà mà sạp thô thế mơ mới thì nhớ mơ còn đàn nè xong lạp khuôn mệt mà cực ruột ruột nè xong lạp khuôn ấy mà chẳng nắm cho bị bè rồi nè nên là sai là sao nè đây kia mình chơi thôi à hay nhìn nhóm nè sầm lấp luôn nè bạch chui ở đuôi chứ nè nhìn nhóm ắt má bạch chui một đuôi đây miền bạch hà nát chui đuôi đây miền tây nè chắc cái bị cha là nè tê tôm ai chui luôn ai bán à ta hay à ta nào nhiều tháo cao hay nhiều tháo rào sợi già luôn thì tì phân rồi bọc luôn miền bọc cái này nè mà nè mà tì phân chụp nước luôn dương nè tê xong xa dương cái đâu có phong mà ai dương cái đâu có mình ai tì phong rồi bọc dương bàn tê chọn trai tới dương trời đá phơi mà nè ai nè nhông nè con ấy chọn trai đá phơi mà nè ai nhông miền bọc con nè chung dương từ đâu lại bàn tê dương miền con dương miền mặt đai dương miền phong mà ai dương miền đây lý sai chồng ca đồng nam xem xì trong trái miền mang vô tập tam tê cứ miền tại luôn anh tại phần nọ trên nè che dương tôi gặp luôn anh còn anh nhóm và còn hai chọc á nè chọc á ba màu hả cho nên nhóm vô kho đó nhớ nè chẳng phải thật thoa mấy chìa vậy thoa nó cứ chực sai chỉ vật rồi bao dương nàng ơi tại dương còn con chặt pra sắp ngay nâng hạ nâng hạ thả thoa ra hơi tại dương pra sắp ngay ca nị dây xa đây còn nói ca cô sẽ cầm học kịp sắp ngay nâng kẻ hạ thả thoa thoa nâng như ở toàn bài chạy từ lõ rồi ở pra tư kẻ thả thoa vào mặt ni kẻ thả thoa vào mặt ni tòa dương đạn thả ạ của sao rồi tòa của sao bạn dân bạn chạy thơ chìa thoa lõ được coi thoa mình lõ nó viên chân á nhôm nè chân vô thoa đấy thoa nó xâm rạp sốt được coi xâm rạp ấy xâm rạp bạc ấy bạc nè nè thoa nó mình đang xâm rạp sốt đi cứ chìa thoa xâm rạp bạc ấy bạc ăn một vật tờ lơ ở đây ăn một vật tờ lơ sạc mọc kia như sắp ngay nè ta nói nhóm cất trơ cất lõ anh ấy chỉ thoa cục sầu cất mất lõ anh ấy cái hai thái chỉ thoa hạ cục sầu ngày nay còn ngày lõ đây nhỉ nhóm ngày nay còn ngày lõ đây ai tại cất lõ cơ lõ thì dây lõ càng bay ra đi ngày nay còn ngày lõ đây ta nói nhóm nhé là người công tan tân phê công tan tân phê và thu khóa thôi là nhóm đã được tăng tên với một trả là nhóm chứ không tăng tên tên người ta là chua tê một lần cõi chua được nữa nè ta là nhóm rồi có trong sẽ đặt mà riêng biết mà ta sợ riêng biết đặt mà riêng biết đấy lần giờ bị thoa thì cho cái nào để dương nguyên thoa lõ cái hai là xa dương nó nhóm tê và đá có hai là xa dương đây thì nhóm phong sự kiện này đấy tê ra tới dương đau trong đau tầm na tầm nền chân tứ sát tê bay con mà tủ sát tê nhẹ nề nhẹ chùm mọt nhẹ mọt anh nó chưa sẵn nhà để kê prap dương hay ta bật tóc nó mê rương ra ấy mới đặt làm cho cô dường nhưng chẳng mê thật nhịp nhơ mua chùm nuốt mình ạ mà nuốt thay đặt xa nhịp nhơ mua chùm nuốt tiết mình tê vào đá thay đặt xa ờ vì thế ta một con nó bật bật nơi sự đầy lõ rất có bật bật nơi sự đầy mà lõ ờ nhịp nhơ phụ lọc sẵn kết mê đấy bệnh lắm chỉ làm tới sạc tài viết bộ chạy chẳng có nào dò chẳng cái rút cắt
tập mục lan chung tới anh ấy chưa sinh nhà để kê prapa cùng tập mục tiền và tập mục tiền nó miền cực nè anh nói thua đại nhỉ cả nắng hai cái thân hai cái thân từ quan sầm lam gì nó cả nắng đã ta mà tục tục dùng prapa mà nó kê đã là từ hai cái thân từ quan lô rồi mình tới nó ở toàn đau quan sầu giả ở toàn đau quan bế sầu phong sắp tới miền tôn chạy vừa rút cắt mục mà tôi cũng bị đua liền nè bị đua còn chân tất ấp cân tất ấp cân thắng bài mấy đấy chỉ tầm một tiết chỉ tầm một tiết tầm bao quát thật chú quan lắm bạn ạ tầm bao quát nó sắp tới mấy con mà tôi rồi bài con một tô hãy đừng lấy mang cái nát đi đó mình ta bỏ trời bỏ trời chẳng bàn này nhóm bỏ sạch mà chưa mà chưa chạy từ lớn nẹ đã khai ra xa dưới nóng nát áo ta từ đó khám mốc mình trụt nạ ai mốc cái pháp dương môn này cái pháp dương môn này cái áo chứ sẵn nhà áo dương môn đông môn à nhưng chụp trụt nạ ai mốc dương khu tại phong hồi giả hay bà ca nà đại dương miên xâm đầy mân lọ miên vươi cha mân lọ cho cô lúc nè này miên cứ nộp hoặc cô chiên dương thì nhỏ mai đôi thì kê tràn dương tùm lạc chú rùn chân á